Các bạn này sáng giờ thông được 2 cái 7 rồi. 4 cái rồi chứ. Chuột chết hết 2 lồng, một lồng bị lôi ra mà không biết hiện tượng gì. Quá luôn. Mưa. Con này nè bé, ngay chỗ nhánh cây á. Bé bé, không phải, không phải. Chết chuột. Chết chuột, chuột. Ba con. Còn con cuối cùng Phan ơi. Còn con chuột độc nhất các bạn ơi. Cỡ con này là ok bé ha. Con này nhìn nó khỏe ghê. Đó nó cùng tại định cắn. Ủa, con chuột. Chuột nó định ám sát con bé nè. Ui. Thương con một khó bắt. Chơi biện pháp. Cắn đi, cắn cái sắt đi. Đấy, cắn đi. Mày em ơi. Đùng. Ô ô ô. Cuộc đấu võ giữa người và chuột. Mày ơi. Mày ơi, ép góc luôn, quýnh sình bụng mày luôn. Ừ. Số phận hai con. Rồi. Rồi, sao số phận hai con. Lúa cho chuột. Rồi ok. Đặt trở lại bạn. Địa hình này thấy im quá mà sáng giờ mình thăm nó chỗ khu này là ba cái mà chuột chết hết ba con luôn. Mưa quá. Nước ngập luôn. Chết chuột hả? Lấy cái về luôn. Sống hả? Ủa, để sống gì hay, hay quá trời ta. Nè nè. Bật quá không? Mồi 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 mồi. Bật quá vậy. Ừ. Đây nè. Nó trong đấy đó.
Còn không? Còn xin nhanh. Xin đâu? Đây luôn con. Ừ có. Mà nó ăn là nó sống à. Này nè. Máy này bịt quá. Cái này bịt quá. Đứt mẹ bụi tre đi. Chỗ này thấy im rồi bé. Đó, ừ đúng rồi bé. Lấy cái tủ tủ lại. Ừ đó, hay quá bé. Ừ. Thấy ăn lúa còn sống. Một cái lục ơi giờ làm chưa ổn mấy bạn ơi. Ừ, ta cầm này, ta xuống. Chưa, chưa, ta bịt đưa, bịt lũa luôn. Bắt tụi em này. Chuyến đi đầu tiên hoàn toàn thất bại các bạn, thua rồi đó, đầy đủ rồi, rồi thôi về, à, hẹn các bạn vào cái clip đi sao, chủ nhật sao đi, đi thăm, giờ mình sẽ quay đi, đi. Cho các bạn xem nó có dính không, mưa quá rồi nên nói chung là đi thôi, chứ nè, trời tốt, quay lên các bạn thấy các bạn cười thôi chứ thực tế là
mình làm thì mình phải hy vọng mình bồn chồn cũng được nên đi thăm thôi. Mình mới đặt có 2 ngày à, mới đặt 2 ngày à. Cho nên là mình hẹn chủ nhật tuần sau, từ đây là bữa nay thứ tư đến chủ nhật là tầm 4 ngày nữa mình sẽ đi thăm. Thì mình làm clip tiếp theo cho bạn xem nha. Thôi, hẹn khắp các bạn vào clip tiếp theo. Nếu các bạn xem kênh nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và xem thêm những video mình làm nhé. Cảm ơn các bạn.